Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên, tín hiệu gì? Hôm 8 tháng 12 năm 2021, trước khi tham dự lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang, Chủ tịch của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Thực tế, tỉnh Hà Giang được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 1891, bao gồm Phủ Tương Yên và huyện Vĩnh Tuy thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tháng 12 năm 1974, tỉnh Hà Tuyên được thành lập bằng cách hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1991, tại kỳ họp thứ 9, khóa 8 tại Quốc hội Việt Nam, lại quyết định chia tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Với những dữ liệu vừa nêu trên, một số nhà quan sát cho rằng mục đích chính của Nguyễn Xuân Phúc đến Hà Giang không nhằm kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh này, mà thực chất là ông Phúc muốn đến thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên nhằm gửi đi một vài tín hiệu tới Bắc Kinh. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tại mộ các liệt sĩ trong Nghĩa Trang Vị Xuyên, một hành động hiếm có suốt vài chục năm qua của các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Hoàng Hợp đã nêu nhận định của ông với đài FA vào sáng ngày 9 tháng 12 như sau. Câu hỏi thứ nhất là tại sao ông ấy lại đi vào lúc này và sáng đi tối về luôn, không đi thăm ai hết. Ngày xưa Trung Quốc đánh Việt Nam là vào ngày 17 tháng 2, trận Vị Xuyên ngày 12 tháng 7. Như thế, ngày ông Phúc đến thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên chẳng ăn nhằm vào đâu cả. Đấy là một tín hiệu đối với Bắc Kinh. Tín hiệu thứ nhất là Việt Nam không quên bọn xâm lược. Tín hiệu thứ hai là ông Phúc vừa Nga về, ông Phúc ký với Nga một thỏa thuận về an ninh rất tốt và có quyền tin vào sự hậu thuẫn của Nga tốt hơn trong vấn đề an ninh và các hợp tác khác. Thứ ba, do ông Phúc là một chính khách nên hoạt động đó là một tín hiệu gửi đến cho người dân, cho những người trong ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và những người khác trong Bộ Chính trị. Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đem quân tấn công các tỉnh dọc biên giới của Việt Nam với mục đích dạy cho Việt Nam một bài học. Và hai nước trở thành kẻ thù của nhau. Đây là hình ảnh cuộc động binh quy mô lớn của Trung Quốc khiến nhân dân Việt Nam và cả thế giới bất ngờ. Trong ảnh là xe tăng Trung Quốc vượt sông vào Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Đến năm 1991, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Và láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên chính là nơi đã yên nghỉ của hơn 1.800 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong công cuộc chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược từ năm 1979 cho đến năm 1989. Nghĩa Trang được xây từ năm 1990 đến năm 1991 mới hoàn thành, trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã chấm dứt và trong hoàn cảnh quan hệ Việt-Trung đã trở lại bình thường. Tháng 4 năm 1979, báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam ước lượng tổng thương vong của quân đội Trung Quốc là 62.500 người. Phía Việt Nam thì có hàng ngàn dân thường cũng chết và bị thương. Còn theo tạp chí Time thì có khoảng 10.000 lính Việt Nam thiệt mạng và trên 20.000 lính Trung Quốc tử vong. Tướng Ngũ Tu Quyền, Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng Trung Quốc tuyên bố rằng số quân Việt Nam bị chết và bị thương là 50.000, trong khi con số tương ứng của Trung Quốc là 20.000. Cho đến nay, không có bất cứ số liệu nào chính thức và khả tín về con số thương vong của quân dân hai bên trong cuộc chiến ngắn ngủi và khốc liệt khi Trung Quốc đưa quân bất ngờ tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước vào ngày 17 tháng 2 và rút quân sau đó khoảng một tháng. Theo quan điểm của nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, ông Nguyễn Xuân Phúc là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm Nghĩa Trang Liệt sĩ Vị Xuyên tính từ năm 1991. Ông phân tích tiếp, năm 2011 khi Hà Giang kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, thì người cao cấp nhất trong Đảng và Nhà nước tham dự lễ là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Năm 2016, khi Hà Giang kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, nhà thì người cao nhất tới dự lễ này là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.
Tuy nhiên, cả bà Ngân và ông Bình đều không hề thăm nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc bị quân đội Việt Nam bắt giữ trong chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Theo tôi, việc ông Nguyễn Xuân Phúc thăm nghĩa trang Vị Xuyên là ông ta muốn đưa ra thông điệp rằng bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ trong môi trường chiến lược nào mà ai động chạm đến độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hoàn toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, thì Việt Nam sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước như là những liệt sĩ nằm ở nghĩa trang Vị Xuyên đã anh dũng chống bọn xâm lược Trung Quốc trong 10 năm từ năm 1979 cho đến năm 1989. Việt Nam luôn tuyên bố coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc. Vào tháng 9 vừa qua, tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam khẳng định rằng tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc là tài sản quý báu của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tuy vậy, theo một số nhà quan sát tình hình chính trị trong và ngoài nước, thì hai nước chỉ tốt với nhau ở ngoài mặt. Tuy Việt Nam phải nhẹ giọng vì thua kém Trung Quốc cả kinh tế và quốc phòng, nhưng không nhân nhượng với anh hàng xóm xấu bụng này. Đây là hình ảnh mạng xã hội Baidu của Trung Quốc vào tháng 9 đã công chiếu trailer phim Quân đội Vương Bài với những chi tiết xuyên tạc lịch sử cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam. Cụ thể, vào hôm 9 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng phản đối việc một số hacker được cho là có sự hậu thuẫn của chính phủ Trung Quốc đã tấn công vào văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản và Quốc hội của chính phủ Việt Nam. Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức chiều 17 tháng 10, người phát ngôn của Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến phim Quân đội Vương Bài của Trung Quốc với các chi tiết xuyên tạc lịch sử cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam vào những thập niên 1980. Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến các thông tin liên quan đến Quân đội Vương Bài. Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn và khách quan, bà Thu Hằng đã khẳng định như vậy. Vào hồi tháng 9, mạng xã hội Baidu của Trung Quốc đã công chiếu trailer phim Quân đội Vương Bài. Theo thông tin từ giới thiệu từ Baidu, bộ phim có mốc thời gian năm 1983. Các nhân vật tham gia chiến đấu và giả phá bom mìn tại Quảng Tây, một tỉnh giáp biên giới với Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh của Việt Nam. Trong đoạn phim giới thiệu, có phân cảnh quân đội Trung Quốc giáp lá cà và đánh nhau với đối phương là những người ngụy trang trong lớp lá cây cỏ, dùng súng tiểu liên AK. Đây là hình ảnh đối chiếu trang phục của các diễn viên Trung Quốc mặc trong bộ phim Ảnh phía dưới và quân phục của quân đội Trung Quốc trong giai đoạn diễn ra chiến tranh biên giới 1979. Không chỉ có vậy, trang phục mà các diễn viên Trung Quốc mặc trong bộ phim này trùng khớp với quân phục giai đoạn họ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam vào năm 1979. Nhiều khung cảnh xuất hiện trong phim ngắn, quân đội Trung Quốc bắn pháo binh. Pháo binh cũng là lực lượng được Trung Quốc sử dụng nhiều nhất trong các trận chiến ở Vị Xuyên, Hà Giang. Chiến địa được nhiều người lính Việt Nam vệ quốc vào hôm 30 năm trước gọi là Lò Vôi Thế Kỷ, với hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ nằm rải rác trên các cao điểm núi đá biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên Weibo là mạng xã hội của Trung Quốc, một tài khoản lan truyền những thông tin sai lệch của lịch sử và sự thật lồng vào phim Vương Bài rằng phim Vương Bài lấy bối cảnh phim là những năm 1980 khi lực lượng quân sự của Việt Nam mạnh lên không ngừng. Họ cũng bắt đầu có nghĩ ý đồ xấu đối với lãnh thổ của Trung Quốc và phát động một cuộc quấy rối và xâm phạm biên giới của Trung Quốc. Một khán giả bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội rằng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên có hơn 1.700 liệt sĩ đang yên nghỉ, trong đó vẫn có gần 300 ngôi mộ chưa biết tên và một ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ hy sinh tại hang Sập. Nỗi đau từ chiến tranh biên giới phía Bắc vẫn còn đó, vậy mà họ dám đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử để xuất hiện trên phim như một anh hùng. Thật không thể tưởng tượng được. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tuyên bố bản quyền với Tiến Quân Ca là vô nghĩa. Có thể thấy rõ là tất cả những tuyên bố về bản quyền dưới bất cứ dạng nào đối với bản Tiến Quân Ca đều vô nghĩa.
vào tối ngày 6 tháng 12 trong trận đấu bóng đá giữa Việt Nam và Lào. Kênh YouTube Next Sport phát trực tiếp các cầu thủ Việt Nam đang hát quốc ca nhưng không có tiếng, kèm dòng chữ chạy trên màn hình rằng: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm." Tranh luận về bản quyền ca khúc và bản quyền thu âm bài quốc ca Việt Nam gồm cả nhạc và lời do một công ty sản xuất đang là nghi vấn và vấn đề gây tranh cãi. Vào năm 2016, gia đình cố nghệ sĩ Văn Cao đã chính thức hiến tặng ca khúc Tiến quân ca cho nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đây là hình ảnh thông báo trên màn hình TV khi các cầu thủ đang chào cờ là vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ, mong quý khán giả thông cảm. Đài BBC tiếng Việt cũng giới thiệu phân tích của ông Hoàng Quốc Dũng, người từng 27 năm làm trong lĩnh vực bản quyền âm nhạc ở một trong những cơ quan bản quyền lớn nhất thế giới là SACEM ở Pháp. Nhân vụ lộn xộn về bản quyền của bài quốc ca Tiến quân ca đang gây bức xúc lớn ở trong nước, với tư cách là người vừa mới gác bàn phím trong lĩnh vực này sau 27 năm công tác liên tục ở một trong những cơ quan bản quyền lớn nhất thế giới. Đó là SACEM của Pháp. Tôi viết bài này để làm sáng tỏ những nét cơ bản của chuyện bản quyền, từ đó có thể phân biệt ai đúng, ai sai. Nói thêm ở đây, tôi cũng sẽ chỉ cố gắng nói đến các phần có thể liên quan đến sự kiện trên. Các cơ quan bản quyền trên thế giới đều nằm trong CISAC, tạm dịch là Hiệp hội Bản quyền Quốc tế. Những nguyên tắc cơ bản về bản quyền của các nước trong Hiệp hội là giống nhau và Việt Nam cũng đã là thành viên của Hiệp hội này. Vậy trước tiên, đã đừng có nói luật của chúng tôi khác. Để cho dễ diễn đạt, tôi lấy ví dụ SACEM làm để cho các bạn minh họa. Khi một nhà soạn nhạc sáng tác một bản nhạc, để bản nhạc đó có bản quyền, ông ta phải đến đăng ký bản quyền ở SACEM, tức là nộp bản gốc. Sau một thời gian xét duyệt để biết là không phải đạo nhạc, vân vân, SACEM sẽ công nhận bản quyền của bản nhạc này và SACEM có nghĩa vụ phải bảo vệ bản quyền của nó, phải thu tiền bản quyền của nó để trao lại cho nhà soạn nhạc. Như vậy, bản quyền chỉ có khi được một cơ quan bản quyền hợp pháp công nhận. Trường hợp bản quyền khác liên quan như phối âm, phối khí, thậm chí thay đổi một chút cả phần lời và nhạc thì sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh nhạc sĩ Văn Cao và tác phẩm Tiến quân ca đã hiến tặng bản quyền cho nhà nước. Không ít các bài bản nhạc gốc được thay đổi một chút lại bán chạy hơn, tạm gọi là bản phối. Trong trường hợp như vậy, tác giả của bản phối cũng phải làm một động tác tương tự như tác giả của bản gốc, tức là phải mang đến SACEM để được xét duyệt và công nhận bản quyền. Nhưng cái nhưng này vô cùng quan trọng đây. Khi bản phối đó tạo ra bản quyền thì tác giả của bản phối chỉ được hưởng có 1 trên 12 phần lần bản quyền, còn 11 trên phần 12 trả cho nhà bản gốc của tác giả. Và các chú cứ thế, cứ chế thì anh cứ nhận, đó là điều không cả. Vì bản quyền là như vậy. Như vậy bản quyền nhạc phối cũng chỉ có thể được khi cơ quan bản quyền công nhận. Khi nào thì hết bản quyền, câu hỏi cũng được đặt ra. Nói một cách vắn tắt nhất thì sau khi tác giả qua đời 70 năm thì hết bản quyền. Tác phẩm trở thành tài sản chung của nhân loại, ai muốn chơi ở đâu cũng được, không phải trả tiền bản quyền nữa. Trường hợp nhà sản xuất đĩa hát hay các phương tiện khác, tạm gọi là các nhà sản xuất đĩa thì sao? Các nhà sản xuất đĩa trước khi ra đĩa phải xin phép SACEM trước về nội dung của đĩa và số lượng phát hành. Trên cơ sở đó, SACEM bắt nộp tiền bản quyền cho việc sản xuất đó. Cũng xin nhấn mạnh nữa là nhà đĩa hoàn toàn không có bản quyền với các bản nhạc trên đĩa, mà SACEM vẫn hoàn toàn có bản quyền với các bản nhạc. Đây là hình ảnh trụ sở của cơ quan bản quyền lớn nhất thế giới, SACEM của Pháp. Nếu sử dụng đĩa đó ở nơi công cộng, bạn phải trả tiền bản quyền cho SACEM mặc dù đã bỏ tiền mua đĩa. SACEM đương nhiên không có quyền thu bản quyền đối với bản nhạc đã trở thành tài sản của nhân loại. Như vậy, bạn mua đĩa mà có bản nhạc hết bản quyền thì cứ thoải mái dùng bất cứ ở nơi đâu, và nhà sản xuất đĩa cũng đừng có ấm ớ mà đòi tiền bản quyền. Trở lại với bài hát Tiến quân ca, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao đã hiến cho nhà nước. Như vậy có thể coi bản nhạc này là tài sản chung rồi,
không ai có quyền thu bản quyền cả. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã được thành lập từ lâu rồi và được hoạt động rất có hiệu quả, đã là thành viên của CISAC. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền phải do cơ quan này quyết định, như tôi đã nói trong bài viết, tác giả cho biết. Qua những điểm trên có thể thấy rõ là tất cả những tuyên bố về bản quyền dưới bất cứ dạng nào đối với bản Tiến Quân Ca đều vô nghĩa. Cơ quan bản quyền quốc tế không hề công nhận bản quyền của họ. Bản thân bà Trần Thị Chiến là một lãnh đạo của cơ quan bản quyền cũng đang rất bức xúc về vấn đề này. Đây là hình ảnh gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao trao bài hát Tiến Quân Ca cho nhà nước Việt Nam tại lễ tiếp nhận ca khúc Tiến Quân Ca và trao tặng huy chương Huân chương Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Văn Cao tại tòa nhà Quốc hội vào hôm 15 tháng 7 năm 2016. Các hãng nào đó đưa bản phối của họ lên YouTube và đòi bản quyền là vô lý vì họ làm gì có bản quyền được công nhận bởi cơ quan bản quyền quốc tế. Và hơn nữa, nói một cách tóm tắt nhất, quy tắc số 1 của bản quyền trên YouTube là bạn không có quyền đưa lên mạng các tác phẩm không phải của bạn hoặc không được phép. Các hãng nào đó đòi bản quyền vì ai đó đã lấy và sử dụng từ đĩa của họ cũng vô lý vì nhà đĩa không có bản quyền ghi nhạc trên đĩa và hơn nữa bản nhạc này là của chung. Từ lâu rồi, Việt Nam ta thường người dân vẫn hay kêu ca rất nhiều về hệ thống luật pháp của Việt Nam là chồng chéo, luật không rõ ràng. Ca thán thì nhiều lắm nhưng không thể kể hết được. Nhưng đây là chuyện luật bản quyền rất rõ ràng và không có ảnh hưởng gì đến hệ thống chính trị của Việt Nam. Người ta có thể thông cảm cho nhà chức trách không rõ lắm về bản quyền nên vẫn chưa biết xử lý ra sao. Nhưng sau bài viết này của tôi, một thời gian và về sau này vẫn có các vụ tương tự không được giải quyết, thì người dân lại có quyền nghi ngờ về các nhóm lợi ích đang hoành hành ở Việt Nam. Cũng dân mong các nhà chức trách giải quyết dứt điểm. Người dân ở Việt Nam sẽ không thể nào hiểu nổi là một đất nước chuyên chính vô sản có thể làm được những chuyện tày trời mà lại không xử lý được một chuyện còn con như thế này. Chuyên gia về bản quyền âm nhạc Hoàng Quốc Dũ đã nêu ra quan điểm của mình như thế. Và công ty BH Media nói gì về thông tin đánh bản quyền quốc ca gây bức xúc tại quốc này? Đây là hình ảnh đại diện công ty BH Media Nguyễn Hải Bình giữa trong cuộc họp báo bản quyền âm nhạc trên môi trường số 27 tháng 10. Hiện nay có rất nhiều đơn vị sản xuất bản ghi tiếng quân ca cả trong nước và nước ngoài. Theo luật sở hữu trí tuệ, nếu bất kỳ ai bỏ tiền, thời gian, công sức, kỹ thuật ra sản xuất bản ghi mà đã thanh toán tiền tác giả thì là chủ sở hữu hợp pháp của bản ghi. Bất kỳ ai sử dụng bản ghi đó thì phải xin phép nhà sản xuất. Sự việc lần này cho thấy nếu ban tổ chức sân sử dụng bản ghi có bản quyền thì các kênh YouTube ở Việt Nam tiếp sóng trận đấu đã không bị mất tiền oan. BH Media thì khẳng định như vậy. Video trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út đang trở tải trên kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt Nam đã bị Naxos Digital Service US, tức là thay mặt cho hãng đĩa Marco Polo, thông báo xác nhận sở hữu bản quyền ghi quốc ca Việt Nam. Trong trường hợp này, kênh YouTube của FPT không có lỗi, họ chỉ là đơn vị tiếp sóng. Ban tổ chức sân mới chính là người đã chọn bản ghi Tiến Quân Ca của hãng đĩa Marco Polo. Đây là bản ghi mà hãng đĩa này đã bỏ tiền sản xuất và đăng ký bản quyền trên YouTube. Theo luật, bất kỳ ai muốn sử dụng bản ghi âm này thì phải xin phép nhà sản xuất. Đại diện hãng BH Media chia sẻ. Việc sử dụng bản ghi Tiếng Quân Ca của hãng đĩa nước ngoài mà không được xin phép của ban tổ chức sân đã khiến cho các kênh YouTube ở Việt Nam tiếp sóng bị mất doanh thu.